Mẹ em có việc ở đây ạ. Nhưng mà sao mình lại cảm thấy khó chịu quá đi à? Cứ thư giãn đi, đừng có căng
thì không phải vậy đâu, bình thường mình nằm xuống thì ngủ liền à, nhưng mà căn phòng mình lại tỏa ra một cái mùi gì đó rất là của con gái. Đây là một của Shizuka, mình hiểu rồi, thì đây là phòng của Shizuka nên nghe mùi quen quen à, là phòng của Shizuka này. Cậu nói đúng đó Sunil, ý các cậu là không đỡ mẹ nữa hả?
sao ổn bức tranh. Một điều mà bạn không thể làm được nếu chỉ quan sát bằng mắt thường. Mình cũng là một đứa bất hạnh lắm, thì có một người mẹ dữ dằn như vậy. Đáng suy khi nào lén bắt con trai trở về, người cha bị truy đuổi vì nghi bắt cóc trẻ em. Bên này Zelensky thắng cử tổng thống Ukraine. Thông tin ảo trên mạng xã hội giải pháp nào để xử lý góc nhìn thế này. Liên tục từ đầu năm đến nay thì phòng cảnh sát giao thông và đường sắt BC88 công an tp hcm đã tổ chức các chuyên đề nhằm đặt lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Và bên cạnh việc kiểm tra về nồng độ cồn, hay là tài xế sử dụng ma túy, thì quy định người ngồi trên xe ô tô không cài dây an toàn cũng sẽ bị kiểm tra xử lý. Tại tuyến Phạm Văn Đồng qua kiểm tra hàng chục ô tô, đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã phát hiện hai hành khách không cài dây an toàn. Dù số lượng vi phạm không nhiều, tuy nhiên thì điều này cũng cho thấy